Tiến xin chào tất cả các anh em bạn thủ đam mê câu cá từ mình Tổ quốc. Hôm nay tục lên cho một clip gồm 13 cành câu tay nha anh em. 13 cành câu tay này, 13 cành cần câu tay kỹ nhật về. Thì có vài cây ISO với cần súp em hạ tay. Rồi, đem vào cụ thể từng cây cho anh em xem. Em bán hàng cho anh em kiểm tra hàng trước hiệu toán cái hàng lỗi của clip nữa thì em sang lại. Rồi, cảm ơn em. Cái thứ nhất mình tham khảo. Thì cây thứ nhất em lên trong người là một cây ISO hạ tay. Đó. Thì cây này em có bao đầu cần hết cho anh em rồi. Đó, cái chất liệu vẫn là chất liệu carbon nha, bao đầu cần hết. Đó. Đầu cần em cũng đi chỉ luôn. Đó. Đầu cần được quấn keo hết nha anh em. Thì cái này thì có độ ngoại hình nó có xuất sắc anh em, nhưng đánh thì coi nó cực kỳ ok luôn. Vậy này coi cực kỳ dày luôn. Đó. Sang hàng thoải mái nha anh em. Gốc cũng đã được làm. Thì cái này dài 4m3, nặng 190g, đọt là 1.8, cứng gà tầm khoảng 3H5 đến 4H. Đó. Cứng gà tầm khoảng 3H5 4H. Cái này thu gọn là 120cm nha anh em. Thu gọn 120cm. Chất liệu carbon nè. Ngoại hình nó có xước xác nha anh em. Ngoại hình xước xác nha anh em. Đó, xước xác. Mà được cái là phôi ok nha, phôi này về đánh vô từ luôn, sân hàng 3H5 tới 4H thì đánh vô từ sân hàng này. Đọt nè, đọt carbon nha nè, nguyên cây này nguyên cây carbon đây. Sẵn nha. Rồi giá công khai, cái thứ nhất giá công khai là 400k cộng ship nha mọi người. Đó. Tiếp theo cây số 2, cây số 2 vẫn là một cây ISO hạ tay. Đó. Cái này hạt Ryobi nha mọi người, hàng Ryobi ISO hạ tay. Thì cái này dài được 4m9, nặng 160g, đọt là 1.2, độ cứng ra tầm khoảng 2H5 đến 3H. Đó. Góc là 20.5. Cái này thu gọn là 116cm. Thì vẫn như cây số 1 thôi, hàng ISO em hạ thì em có đi chỉ đầu cần nè. Đó. Nút chụp nè. Tiện nút chụp cho anh em luôn, đi chỉ đầu cần nút chụp anh em. Đọt đây, đọt này đi chỉ coi nha anh em. Đọt ra tầm khoảng 2H5 3H nha. Chi anh em đi câu chép phi. Thì ngoại hình nó ok nha mọi người, ngoại hình thì đây cái phần bóp đây, tháo ra nó bị đen. Chất liệu vẫn là chất liệu carbon nha anh em. Ngoại hình nó có xuất sắc đây. Đó. Sức dâm thôi nha anh em. Đó. Không ảnh hưởng gì tới phôi hết. Bạn trên đây thì mới nha mọi người. Carbon sẵn nha. Nè. Đọc cái này. Đó. Đọt này hình như là đọt carbon đặc nha mọi người, đọt carbon đặc khá là cứng. Chia cho anh em đi câu chép câu phi. Đó. Rồi, cây số 2 giá công khai vẫn là 400k nha mọi người. Tiếp theo là cây số 3. Cây số 3 là một cây cặn của Simax. Thì cây này cây ISO hạ tay, chất liệu vẫn là chất liệu carbon. Cây này 5m4 nha mọi người, 5m4. Tem sức nhật đầy đủ. Thì vẫn có địa chỉ đầu cặn. Địa chỉ đầu cần vô dây cho anh em. Đó. Làm chỉnh hết cho anh em hết nha. Góc cũng làm rất là chỉnh luôn. Thì cái này là thu gọn 100cm, đọt 0.8, độ cứng ra tầm khoảng 1H đến 1.5 thôi nha anh em. Cái này chia anh em đi câu gô giết. Đó. Đánh phi câu cảm giác. Chất liệu vẫn là chất liệu carbon nha mọi người, carbon. Ngoại hình nó có xuất sắc đi tì nha mọi người. Xuất sắc đi tì. Phần trên đây thì ok phóng. Hàng chiến gô giết nha mọi người. Đó. Thôi ISO này thì đánh bao ok rồi. Đó. Nên đánh khỏi bàn. Khỏi. Đó. Đặt ở đây.
Đó, ok nha mọi người. Rồi, cây số 3, cây số 3 giá công khai cũng là 400k nha mọi người. Đó. Tiếp thêm lên cho mọi người là cây số 4. Cây số 4 lên cho mọi người là một cây cần súp, cây cần súp của Elta. Đó. Thì cây này vẫn là một cây súp em hạ tay luôn. Đó, chi dành em đi tính sân hàng. Đó. Chất liệu là chất liệu carbon sắn chìm. Đó. Đây nè. Voi còn rất là mới nha mọi người. À, giờ nó thiếu phèn rồi em hạ tay luôn. Đó, anh em về câu ếch, nhấp ếch, câu lóc, lấy cái này đánh. Đây chỗ nào anh em có hàng những hàng khủng thì đây sân hàng. Đó. Anh em đi đánh ba tiêu. Đọt carbon sắn như này, sắn hai da. Địa chỉ đầu càng. Thì cái này dài 3m6, thu gọn là 100cm, đọt là 2 ly. Đọt này 2 ly thì gột cứng ra tầm khoảng gần 5h nha mọi người. Rất là cứng luôn. Rồi, giá công khai cái này là 600k nha mọi người. Đó. Tiếp theo sẽ là cây số 5. Cây số 5 em lên cho mọi người quẳng một cây súp em hạ tay. Đó. Thì cái này là một cây súp của Azu. Cái này 30 3m9. Đó, một cây súp nha anh em. Đó. Tackle enjoy, tem súp đầy đủ nha anh em. Thì vẫn là đi chỉ đầu cần. Đầy đủ cho anh em. Đó. Cái này bị xước xác nha. Đây, đọt đây, đọt carbon sắn nha anh em. Thì cây này đọt em chưa đi đầu cần nha, anh em về chịu khó đi được nha. Đó. Thì cái này dài là 3m86. Thu gọn là 105cm, đọt là 2 ly 5, nặng là 300g, giá công khai là 400k nha mọi người. Đó. Cây số 5, giá công khai là 400k. Một cây súp, hàng này về anh em săn hàng, đánh lục, đánh ba tiêu, nhấp, lóc, câu ếch. Tiếp theo là một cây Suzumi, cây Suzumi của Korea. Cây này thì một quẳng một cây súp, hàng cứng 25. Đó, đi chỉ đầu cần cho anh em hết luôn. Chất liệu carbon. Đó. Cái này thì thu gọn là 93cm, dài là 4m1, đọt là 2 ly 7, nặng là 280g. Đó. Chất liệu carbon nha anh em, hàng còn rất là mới, cái này còn mới. Hàng này anh em về săn hàng. Chắc là mới nha nè. Thì cái này vẫn giống như cây số 5 thôi. Cây số 6 giống cây số 5. Em chưa đi chỉ đầu cần nha nè. Đó. Thì đi chỉ lóng thì em đi rồi. Đó, chỉ đầu cần nhà này không có chỉ nên em không có đi. Đó, anh em về chịu khó đi giúp em ha. Rồi, cây số 6 giá công khai vẫn là 400k. Tiếp theo sẽ là cây số 7. Cây số 7 em lên cho mọi người là một cây cần gamma cao su. Đó. Cây gamma cao su này là một cây gamma cao su dài 8m1 nha mọi người, 8m1. Đó. Thì cái này được độ lóng. Đó. Được độ lóng. Thì ngoại hình cái này rất là ok anh em, để tí em soi phần độ cho anh em xem. Thì cái này dài 8m1, nặng là 410g, đọt là 1 ly 5. Cứng ra tầm khoảng 3h đến 3h rưỡi nha mọi người. Đó, cứng ra tầm khoảng 3h đến 3h rưỡi. Hàng rất là mới nha mọi người. Phôi gamma thì khỏi bàn. Nó là mới nha mọi người. Đây nè, lóng này bị độ nha nè, lóng này độ. Đây. Lóng này độ lóng này nha mọi người. Đó. Thì phần ở trên đây ok hết nha. Đó, được một lóng lột độ. Nên còn rất là chắc nha nè, đánh thì đánh thoải mái nha. Đọt thì ok luôn. Đó. Thì cây này mà không độ ra tầm khoảng 1 triệu mấy 2 triệu. Thì cây này giá công khai là 700k anh em. Một cây gamma cao su độ một lóng một hả. Đó, tem nội địa nha. Thôi cũng cực kỳ ok anh em, về đánh thì bao ok đó.
Rồi, cây số 7 giá công khai là 700k nha mọi người. Rồi, tiếp theo đến qua cái lô càng lóng ngắn này cho anh em. Tiếp theo sẽ lên cây số 8. Cây số 8 lên cho mọi người là một cây group. Đây nè, cây group. Cây này chắc được carbon. Đó. Group. Thì cái này dài 2.7 thôi. 2.7 về cho anh em con mương rảnh, câu cá mương. Câu mương câu gô. Đó. Chất liệu quán là chất liệu carbon nha, ngoại hình còn rất là mới luôn. Đó. Khỏi chê vào đâu được. Anh em về câu mấy cái ao nhỏ nhỏ vòng vòng nhà, câu giải trí. Đọt đặc nha anh em, đọt đặc sẽ tí tinh. Đủ mét nha anh em. Đó. Cái này thì nặng là 35g, đọt thu gọn là 60cm. Đọt 0.5, đọt cứng ra tầm khoảng 1H, 1H ngữ. Đó, hàng về cho anh em câu gô, câu giết. Giá công khai là 250k. Cây số 8 và cây số 9 nó giống nhau anh em, một cặp. Đó. Giá công khai là 250k một cây nha anh em. Đó. Tiếp theo là cây số 10. Cây số 10 là một cây Tix Enjoy. Đó. Cây này dài 4m5 nha mọi người, dài 4m5. Thu gọn là 2 gang tay. Thì cái này dài 4m5, thu gọn là 38cm, nặng là 100g. Đọt là 0.5. Độ cứng là 1H đến 1H cử thôi nha mọi người. Giá công khai là 600k. Đó. Hàng rất là nhỏ gọn nha anh em. Chất liệu là chất liệu carbon. Rất là đẹp nha mọi người. Ngoại hình ok nha. Hình ok mọi người. Khỏi chê đâu hết. Tất cả các lóng đều ok hết. Đó. Bán hàng bao cho anh em kiểm tra hàng luôn. Nè. Rồi, giá công khai cây số 10, giá công khai là 600k nha mọi người. Tiếp theo sẽ là cây số 11. Cây số 11 vẫn là một cây cần hàng Rio Young. Cây này dài 4m5 nha mọi người, dài 4m5. Cây này có con Elta. Đó. Elta, cây này của Korea xuất Nhật. Đó. Ngoại hình còn khá đẹp nha mọi người. Thì cái này dài 4m5. Thu gọn nặng là 155g, đọt là 0.6 ly. Đó. Thu gọn là 51cm, giá công khai là 600k. Cái này đầu cứng ra tầm khoảng 1H gữ nha anh em, 1H 1H gữ, chi anh em câu gô giết. Đó. Chất liệu là chất liệu carbon. Đây. Còn rất là mới nha mọi người. Mới tin luôn. À, dài 4m5, chất liệu carbon sẵn. Anh em soi cho anh em xem. Cực kỳ mới nha. Rất là mới nha mọi người. Soi từng lóng cho anh em xem luôn. Cái này gút ra khá thẳng á mọi người. Rất là thẳng luôn. Hàng thì bán cho anh em kiểm tra hàng trước cho anh em, bao lỗi lầm hỏng hóc. Rồi, cây số 11. Cây số 1 giá công khai là 600k. Tiếp theo là cây số 12. Cây số 12 em lên cho mọi người là một cây hàng nội địa của Nhật nha mọi người. Đó, nội địa Nhật. À, chất liệu vẫn là chất liệu carbon. Đó, cây này dài 5m4 nha mọi người, dài 5m4. Cây này dài 5m4, thu gọn là 160, thu gọn là 64cm. Nặng là 140g, đọt là 0.6 ly, độ cứng ra tầm khoảng 1H đến 1H gữ. Chị anh em đi câu gô giết nha. Đó. Đốt ok nha mọi người. Chất liệu carbon dài 5m4. Thì vẫn là hàng carbon. Đó. Đọt là đọt đặc. Chiên gô giết. Chất liệu carbon nha mọi người. Đó. Cái này có bạc màu một tí. Đó. Có sự sát tí nha mọi người. Rồi để anh em xuất sắc nha. Chuyện về đánh gô giết cảm giác khỏi bàn. Rồi, giá công khai cây số 12. Giá công khai số 12 là cây 550k nha mọi người. Đó. Anh em cần báo em, chụp hình cận cảnh cho anh em xem nha. Tiếp theo là cây cuối cùng.
cây số 13. Cây số 13 em lên cho người là một cái hàng Ryobi. Đó, hàng Ryobi dài 6m1. Hàng nội địa, tem đầy đủ. Góc ok nha mọi người. Thì cây 6m1 thu gọn là 50cm, nặng là 200g. Đọt là 0.6 ly, độ cứng ra tầm khoảng 1.5-2H nha mọi người. Đó, 1.5-2H. Thì cây này được cái là phôi nó là phôi bông, phôi được cao. Đây nè. Rất là mới nha. Đó. Rút ra từng lỗng cho anh em xem. Thì đọt vẫn là đọt đặc nha nè, đọt đặc đọt carbon. Đây nè, phôi sẵn. Sẵn cuồn cuộn luôn. Sẵn ở khỏi bàn, cần còn rất là mới nha mọi người. Lóng trong là phôi bông nha, rất là đẹp nha anh em. Cây này chi anh em gô dứt cô chép cũng rất là ok nha, cần lóng ngắn rất là đẹp nha mọi người. Ngoại hình thêm như là không có xuất sắc gì nhiều hết nha mọi người. Phôi bông rất là đẹp luôn. Đọc lên đây. À. Rồi, rồi trong luôn. Rồi, giá công khai cây số 13, giá công khai là 900k cộng ship nha mọi người. Đó, hàng Ryobi nội địa. Đó. Đó tổng cộng 13 cần em ra cho anh em hôm nay. Nếu anh em ưng cái nào chốt đẹp số điện thoại em tự động liên hệ với anh em nha. Rồi, cảm ơn anh em.